Bây giờ Thanh Điền và Hà Trinh mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thành phố chuyển động. Trước khi chúng ta gặp gỡ khách mời và cùng đến với câu chuyện được chia sẻ trong ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi qua một đoạn phóng sự ngắn. Ước mơ du học đang ngày càng trở nên phổ biến với các bạn trẻ Việt Nam. Du học là cơ hội để học tập, trải nghiệm, giao lưu học hỏi với nhiều nền văn hóa giáo dục khác nhau. Tuy nhiên, đi du học cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải đương đầu với nhiều thách thức. Một trong những thách thức đầu tiên có lẽ là tìm được học bổng. Anh Điền thấy không, qua đoạn phóng sự này thì Hà Trinh thấy là dường như đối với những người có điều kiện kinh tế khá giả thì cái việc mà xoay sở cho con một cái học bổng đi du học cũng không phải là điều dễ dàng. Tốt nhất là các bạn nên tự mình săn học bổng du học. Nói săn học bổng nói ra thì thấy dễ nhưng mà để đi săn thì rất là khó. Thành tích học tập phải tốt nè, rồi đủ thứ bằng cấp, TOEFL, IELTS, rồi chưa kể là hồ sơ mà xin học bổng là chất cao như núi. Làm sao mà mình lọt vô mắt được của nhà tuyển dụng, nhất là những cái đại học hàng đầu trên thế giới. Trinh có cái hóc búa đúng rồi, có cái thông tin nào chia sẻ với khán giả không? Trinh thì thật sự cái lượng thông tin hiểu về du học cũng không nhiều đâu. Nhưng mà Trinh biết có một tiến sĩ có thể chia sẻ với chúng ta điều này, đó chính là tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, là giám đốc nhân sự của Học viện Yola. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Trong năm học 2014, bốn gương mặt xuất sắc đã giành được học bổng của các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Lã Hồ Thị Minh Khuê với học bổng toàn phần lên đến 320.000 đô la Mỹ cho 4 năm học tại trường đại học Harvard. Nguyễn Thị Cẩm Hà, cô nữ sinh trường chuyên Anh Hà Nội Amsterdam, bất ngờ khi được nhận vào 9 trường lớn ở Mỹ và được cấp mức học bổng lên đến 230.000 đô la Mỹ. Nguyễn Danh Tín, học bổng toàn phần của trường đại học Princeton. Trần Lê Minh Hiếu nhận được học bổng trị giá 180.000 đô la Mỹ cho 4 năm học tại trường đại học John Hopkins. Xin chào tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu ạ. Chào Hà Trinh, chào Thanh Điền, chào quý vị khán giả đang xem chương trình Thành phố hôm nay. Thưa tiến sĩ, như Hà Trinh và Thanh Điền có chia sẻ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đào sâu về cái chủ đề đó là săn học bổng đi du học. Và Hà Trinh thấy thì điều này cũng hơi mâu thuẫn, là bởi vì một số người người ta đã theo đuổi một cái học bổng đi du học suốt nhiều năm nhưng mà lại không có thành công lắm. Còn một số bạn học sinh trung học phổ thông thì sau khi tốt nghiệp đã có 3-4 trường chào mời rồi. Điều này là do đâu ạ? Thực ra thì câu chuyện du học là một câu chuyện khá là dài. Và nói chung là để tóm gọn trong một vài câu thì rất là khó. Nhưng mà nhìn chung á, thì đa phần cái thành công của các bạn trong việc sang du học thì nó dựa vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là về phần tìm hiểu thông tin. Thứ hai là các bạn phải chuẩn bị để mà phù hợp với lại cái yêu cầu của trường khi sau khi các bạn tìm hiểu được cái thông tin đó. Hà Trinh được biết là anh đã từng học ở Anh rồi cũng dạy ở Mỹ nữa. Lúc đó thì anh đã xin học bổng như thế nào? Thực ra thì cái lúc học bổng đầu tiên mà Hiếu được là lúc Hiếu học lớp 12 ở Việt Nam. Thì cái học bổng đó công nhận là đến một cách rất là tình cờ. Mình cũng đăng ký thi tuyển thôi. Từ đó mình mới có nhận thức là có rất nhiều cơ hội nhưng mà mình lại hoàn toàn không có thông tin. Và không thể nào mình hy vọng là học bổng nó cứ tự tìm đường đến với mình, mà mình phải tự tìm đường đến với nó. Thế là từ sau khi bước sang Anh, chuyển tiếp sang lên học đại học bên Anh, rồi chuyển trường vào bên Mỹ, thì gần như là bất kỳ một học bổng nào dù lớn hay nhỏ thì Hiếu cũng phải tự tìm hiểu thông tin rất là kỹ về học bổng đó. Phải ít nhất là trước một năm, chẳng hạn như khi mà Hiếu nộp đơn sang tiến sĩ bên Mỹ là Hiếu phải chuẩn bị cái quá trình đó trong vòng cả 2 năm thì mới có thể đáp ứng đủ cái yêu cầu của trường được. Cái thế hệ học sinh mà đầu 8X thì cái chuyện sang học bổng nó khó khăn, nhưng mà càng sau này thì học bổng nó càng nhiều, thông tin cũng nhiều và dễ dàng để tiếp cận với học bổng, đúng không ạ? Tuy nhiên là thế hệ nào cũng như vậy, phải chăng là chỉ có những học sinh có một cái bảng điểm đẹp như mơ thì mới có quyền mơ ước đến việc sang học bổng? Đúng là nếu như các bạn có một cái bảng điểm đẹp như mơ thì cái cơ hội của các bạn thành công khi nộp đơn học bổng nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Nhưng cái nhận thức là tôi phải học rất là giỏi, phải là đứng đầu lớp và bảng điểm của tôi phải là gần như là xuất sắc thì tôi mới được học bổng, thì cái nhận thức đó nó chưa được đúng đắn cho lắm. Ở các nước như là Anh, Mỹ, Úc thì nó đều có cái bảng xếp hạng các trường đại học. Nó xếp hạng trường đại học từ trường đứng đầu đến trường thứ 100, 200 và 300. Thành ra khi các bạn tìm hiểu thông tin về trường đại học thì tùy vào khả năng của mình nộp vào đúng cái trường, đúng tầm của mình. Đó là lý do tại sao các bạn phải tìm hiểu thông tin rất kỹ. Có những bạn điểm đẹp như mơ nhưng lại không có được học bổng, tại vì các bạn không chịu tìm hiểu thông tin. Ý ngoài cái chuyện mà các bạn điểm học trên lớp phải điểm càng cao càng tốt, các bài thi quốc tế như là TOEFL, IELTS hay là SAT thì điểm cũng phải cao. Ngoài ra Mỹ họ đánh trọng rất nhiều vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là các hoạt động ngoại khóa của bạn.
Cái yếu tố thứ hai mà các trường đại học Mỹ họ nhắm đến đó là cái bài luận tuyển sinh. Và thật sự nếu như mà chúng ta nhắm đến những trường đại học hàng đầu như là top 5 Harvard hay là Princeton của Mỹ thì những người nộp vào các trường này đều là hàng tuyển. Thì điểm của các bạn này gần như là ngang nhau hết, tuyệt đối gần như là sàng sàng ngang nhau hết. Vậy thì cái gì là cái quyết định? Đó là cái hoạt động ngoại khóa và cái bài luận tuyển sinh. Nếu như họ không thấy được một con người độc đáo từ cái hoạt động ngoại khóa, từ cái bài luận tuyển sinh, thì xin thưa là dù các bạn điểm tuyệt đối trên lớp, điểm tuyệt đối của các bài thi quốc tế, các bạn vẫn bị những trường đại học hàng đầu từ chối và họ sẽ nhận một cái bạn có thể điểm thấp hơn bạn nhưng lại có một cái chân dung độc đáo hơn. Và Hà Trinh thấy lúc nãy thì tiến sĩ Chí Hiếu có chia sẻ về cái việc là chúng ta xin một cái hồ sơ đi du học là cũng mất khoảng 2 đến 3 năm. Tại sao chúng ta phải chuẩn bị nhiều như vậy và những cái bí quyết gì để hồ sơ của chúng ta được hoàn hảo nhất ạ? Lý do thứ nhất tại sao chúng ta phải chuẩn bị nhiều như vậy, tại vì cái cạnh tranh nó quá cao. Các bạn, nếu các bạn chờ đến năm 12 các bạn mới chuẩn bị thì chắc chắn cái sự chuẩn bị của bạn sẽ không bao giờ bằng những cái bạn chuẩn bị cho nó lớp 10. Đó là sự cái mức cạnh tranh nó quá cao, tại vì suất học bổng thì nó không phải là vô hạn. Nhưng mà số lượng người thì càng ngày lại càng nhiều, khi mà càng có thông tin lại càng muốn nộp vào. Thì nhất là cạnh tranh. Thứ hai đó là để mà được cái bộ hồ sơ mà đầy đủ chất lượng và đầy đủ yếu tố của từng trường một. Chưa kể là các bạn nộp 10 trường ở Mỹ thì có thể 10 trường là yêu cầu 10 cái khác nhau. Thì các bạn và cái phần thời gian các bạn chuẩn bị nó phải càng sâu hơn rất là nhiều. Để mà trong vòng vừa khi các bạn đến năm 12 các bạn vừa phải lo chương trình thi tốt nghiệp, chương trình thi đại học, rồi sau đó phải ẩm thêm cái phần mà chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ nữa hay là du học Anh nữa, thì các bạn sẽ không có thời gian để chuẩn bị. Những cái bí quyết thì thực ra là nó cũng có một số cái bí quyết. Tất nhiên mỗi người có một cách học khác nhau, mỗi gia đình có một cái năng lực tài chính khác nhau và một cái mục đích học ở trường nào, nước nào khác nhau. Nhưng mà nói chung thì nó có một số cái bí quyết sau đây. Thứ nhất đó là khi mà các bạn học năm lớp 9, lớp 10 thì các bạn cũng phải có một cái nền tảng tiếng Anh khá là tốt. Để từ đó các bạn bắt đầu học những cái bài thi quốc tế, kiểm tra về trình độ tiếng Anh. Thứ hai nữa là từ năm lớp 9, lớp 10 họ sẽ không thích những người mà hoạt động ngoại khóa là tôi làm một chút ở đây và bên kia tôi làm một chút, hoặc tôi làm một tháng rồi xong tôi nghỉ. Họ không thích một cái gì nó, họ thích chất lượng hơn là số lượng và họ thích một cái sự cam kết lâu dài. Thành ra khi năm lớp 9, lớp 10 các bạn phải nghĩ là tôi thật sự thích cái gì thì tôi chỉ làm một hoặc hai cái hoạt động đó thôi, nhưng mà tôi làm lâu dài trong cả 3 năm. Đó là hai cái lý do vì sao các bạn phải chuẩn bị từ năm lớp 9, đó là nền tảng tiếng Anh rất là tốt. Thứ hai là hoạt động ngoại khóa phải cam kết lâu dài và gắn bó với nó. Lúc nãy anh có chia sẻ là một trong những nguyên nhân mà rất nhiều những học sinh mặc dù là có thành tích học tập tốt nhưng mà vẫn rớt học bổng là vì cái bài luận nó không có ấn tượng. Thì anh có thể chia sẻ kinh nghiệm một vài những cái chú ý khi mà làm bài luận này không? Một vài chú ý thì nói chung là bài luận thì ở bên khi mà các bạn nộp đơn á, thì đa phần các nước nó không có một cái cấu trúc bài luận nhất định. Thứ nhất các bạn phải biết chắc chắn là mỗi trường, mỗi nước họ cái chuẩn bài luận và cái nội dung bài luận nó như thế nào. Cái thứ hai nữa là chẳng hạn như chúng ta nói về Mỹ đi, đa phần tại vì thực ra là quá nhiều nước và quá nhiều yêu cầu, thì về Mỹ là cái mà các bạn khá là nhiều người quan tâm. Thì cái thứ hai là về cái nội dung, khi Mỹ nó đã cho các bạn cái nội dung rất là sáng tạo, không nhất thiết phải là cái nghề của bạn, thì cái nội dung của bạn phải rất độc đáo. Bạn trong bài luận của bạn có đưa cho người ta xem được một cái tư duy lập luận của người lớn hay không? Tại vì bước chân vào đại học bạn coi như là thành người lớn rồi. Thành ra họ không thể nào xem một cái bài luận mà viết theo kiểu tả con mèo hay là đơn thuần là bạn tả được. Bạn không thể nào tả cây dừa hay là tả bà ngoại của mình. Nó phải có độ sâu, phân tích cái tư duy lập luận là cái vấn đề đó tại sao nó nhức nhối với bạn. Cái vấn đề hiện tại là gì, bạn có giải pháp như thế nào, bạn suy nghĩ về nó như thế nào. Là phải có cái độ sâu, chiều sâu. Trong khi đó các bạn học sinh Việt Nam mình thì hay viết theo kiểu là tả nhiều hơn là phân tích. Đúng rồi. Và cái thứ ba mà nó cũng khá là quan trọng đó là các bạn phải kiểm tra các bài luận mình rất nhiều, đó là về ngữ pháp, về cấu trúc câu, về đánh vần này kia. Tất cả những cái đó nó không quan trọng bằng cái nội dung hay là bằng cái hình, bằng cái phân tích. Nhưng mà người ta đọc, mà người ta đọc cứ một câu họ dừng lại, à sai chính tả, đọc thêm một câu, à lại một từ sai nữa là thôi là cái bài luận họ không muốn đọc nữa. Đó là ba cái mà gọi là gần như là các trường đại học ở nhiều nước họ đều phải có ba cái yếu tố đó. Thông tin này thì có lẽ là chúng ta đã biết được chung chung rồi, nhưng mà để chi tiết tiếp cận những cái học bổng này chúng ta phải bắt đầu những bước đầu tiên như thế nào ạ? Thực ra thì nó cũng có chia ra nhiều bước. Nếu như hoàn toàn các bạn không biết gì, đầu tiên là các bạn có thể thứ nhất là đi các hội thảo du học. Thứ hai là các bạn có thể tham gia các diễn đàn du học sinh của từng nước, từng vùng hoặc là từng từng khu. Nó có chia ra khu Đông Bắc Mỹ rồi khu Tây Nam Mỹ. Cái thứ ba là các bạn có thể hỏi thăm
những thường thường cách mà các bạn hỏi tiếp trực tiếp những anh chị lớp trên hoặc là các cấp trên hoặc là qua bây giờ hiện tại qua Facebook thì quá nhiều rồi, thì là nhanh nhất. Thì đó là khi các bạn chưa biết là mình muốn đi đâu hoặc là các bạn muốn đi Mỹ nhưng chưa biết như thế nào, thì mình nên các bạn dành thời gian rất nhiều để đọc những thông tin này. Thì các bạn phải từ từ đi vào website của từng trường một, là ở vào website các bạn mới tìm hiểu được cụ thể là từng trường họ yêu cầu cái gì, họ yêu cầu điểm các bạn bao nhiêu, bạn phải có hồ sơ như thế nào, và cũng như là mỗi trường thì vào trong đó lại là cái chế độ chính sách học bổng của họ như thế nào nữa. Sau khi các bạn đã chọn lọc được các trường đó và tìm hiểu thông tin của từng trường rồi, thì các bạn lại quay lại hỏi tiếp những cái người mà đã học ở trường đó rồi hay đã nộp đơn ở trường đó rồi, và hỏi càng kỹ hơn là thông tin từng cá nhân nữa. Thì đó là ba cái bước mà các bạn phải tìm hiểu thông tin, là tìm hiểu thông tin chung qua các diễn đàn du học và hội thảo, tìm hiểu thông tin của từng trường qua website, và sau khi đó là tìm hiểu thông tin của các bạn đã học trường đó rồi. Thì đó thì các bạn sẽ đáp ứng được những cái thông tin cần thiết cho bộ hồ sơ của mình. Thanh Điền tin rằng là ngày hôm nay sau khi mà chia sẻ cái câu chuyện này với khán giả của chương trình thì sẽ có nhiều bạn trẻ, nhiều gia đình bắt đầu nuôi dưỡng cái ước mơ đi du học, săn học bổng, bởi vì thấy rằng là mặc dù khó đó nhưng mà nó không quá khó, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta có thể tóm gọn lại tất cả những cái điều cần lưu ý cho việc săn học bổng. Để tóm gọn lại thì với các phụ huynh và học sinh có ý định cho cho con em mình hoặc là cho bản thân mình đi du học, thì Hiếu chỉ xin khuyên là thứ nhất các bạn phải tìm hiểu rất kỹ về phần thông tin. Đó là cái việc quan trọng nhất. Sau khi tìm hiểu phần thông tin rồi, các bạn phải lập một cái danh sách những yêu cầu của từng trường một và lên một kế hoạch từ sớm để đáp ứng từng yêu cầu một. Khi nào thì nên đáp ứng yêu cầu nào? Thì đó là cái lời khuyên mà gọi là xúc tích nhất và có vẻ là hiệu quả nhất cho bất kỳ ai có ước mơ muốn đi du học. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Chi Hiếu trong ngày hôm nay. Hà Trinh tin chắc là đây là những thông tin rất hữu ích cho những bạn đang săn học bổng.